đi vào vùng dịch đúng không ạ, hay là tiếp xúc với những trường hợp F2, F3, F4 chẳng hạn, thì cái khả năng mà phục hồi cũng như khả năng kháng lại cái virus trong cơ thể của chúng ta chắc chắn nó sẽ cao hơn những người có sức đề kháng thấp, đúng không ạ? Thì hôm nay Huy sẽ chia sẻ cho các bạn là tại sao chúng ta cần phải duy trì một chế độ thể dục thể thao hàng ngày. Hello, hello, hello. Xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Chu Quang Huy. Hôm nay một cái bối cảnh rất là mới, đúng không ạ? Các bạn thấy mình quay ở giữa một rừng cây, đúng không ạ? Thì bật mí các bạn một chút là hôm nay Huy đang đi tập thể dục buổi sáng. Đang tập thể dục buổi sáng và mình thấy là đây là một cái bối cảnh tuyệt vời để có thể quay một cái video hướng dẫn các bạn làm sao để có một cái sức đề kháng tốt nhất trong cái thời điểm dịch bệnh đã bắt đầu bùng phát trở lại như thế này, đúng không ạ? Bởi vì là khi mà cơ thể của chúng ta khỏe mạnh, khi mà cơ thể của chúng ta có cái hệ miễn dịch nó tốt, thì đồng nghĩa với việc là cái kháng thể trong cơ thể của chúng ta nó tốt hơn, đúng không? Sức đề kháng nó tốt hơn. Thì khi mà nếu như mình nói chẳng may thôi mà chúng ta có lỡ mà đi vào vùng dịch, đúng không ạ, hay là tiếp xúc với những trường hợp F2, F3, F4 chẳng hạn, thì cái khả năng mà phục hồi cũng như khả năng kháng lại cái virus trong cơ thể của chúng ta chắc chắn nó sẽ cao hơn những người có sức đề kháng thấp, đúng không ạ? Thì hôm nay Huy sẽ chia sẻ cho các bạn là tại sao chúng ta cần phải duy trì một chế độ thể dục thể thao hàng ngày. Đó, thì như các bạn biết, mỗi ngày chúng ta nạp vào cơ thể chúng ta rất nhiều thức ăn, đồ ăn, thức uống, đúng không ạ? Thì cái lượng calo không tiêu thụ hết nó rất là nhiều, mà khi mà chúng ta không tập thể dục, không có chế độ thể dục thể thao hàng ngày thì sẽ không thể đốt cháy được cái lượng calo thừa đó, và nó gây tình trạng tích mỡ, đúng không? Nó gây tình trạng béo phì thừa cân. Và bạn biết là cái tình trạng béo phì thừa cân thì nó chiếm khoảng 30 hơn 30% các cái bệnh ở trên cơ thể chúng ta nó đến từ cái tình trạng béo phì thừa cân, mỡ máu, đúng không ạ? Như là tiểu đường, như là mỡ máu hay là tim mạch, nó đều có căn nguyên từ cái tình trạng thừa cân, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là hệ cơ xương khớp của chúng ta khi mà không được vận động đúng cách, khi mà không được vận động thường xuyên, nó sẽ gây tình trạng là bị căng cứng hoặc là bị ít vận động thì nó sẽ bị bó cơ đó. Thì khi mà chúng ta vận động hàng ngày như vậy thì nó giúp cho các cái nhóm cơ, các cái bó cơ ở trên cơ thể chúng ta nó được vận động một cách nhịp nhàng, nó tạo sự dẻo dai. Và hệ xương khớp cũng thế, khi mà quá trình vận động như vậy nó kích thích các cái tuyến nhầy ở trong các cái ổ khớp của chúng ta, nó tiết ra nhiều hơn, nó bôi trơn cái đầu xương, đầu khớp cho mình rất là tốt đó. Đặc biệt mình thấy là trước kia mình có tình trạng bị đau lưng, mình bị đau thắt lưng, bây giờ tức là bị hơi phồng đĩa đệm khi mà mình đi khám, thì sau đó mình chuyển sang tập thể dục kết hợp giữa đạp xe, chạy bộ và bơi, thì khoảng gần một năm trở đây tình trạng đau lưng của Huy đã hết hoàn toàn. Thì vừa rồi mình có đi khám lại thì bác sĩ nói là cái đĩa đệm nó đã phục hồi ngược trở lại rồi, tức là không có tình trạng bị phồng nữa đó. Thì khi mà các bạn kết hợp với chế độ dinh dưỡng, kết hợp với chế độ luyện tập và kết hợp với các cái biện pháp vật lý trị liệu phù hợp thì nó giúp cho cơ thể của chúng ta một cái sức khỏe rất là tốt, đúng không ạ? Bởi vì bạn bè của Huy rất nhiều người nói là ơ Huy ơi, tại sao mà có hôm ta thấy mày 1 giờ sáng vẫn online, vẫn còn làm việc, đúng không ạ? Nhưng sáng ngày hôm sau 5:30 là mình đã dậy, thường thường như thế, không cần phải đặt đồng hồ báo thức, lúc nào cũng thế. Thì nó đến từ một phần từ cái cơ chế sinh hoạt của mình, nó khoa học, nó điều độ, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là khi mình ngủ rất là sâu giấc, mình ngủ rất là sâu giấc. Chứ ví dụ như các bạn ngủ có thể ngủ 5 tiếng thôi, nhưng bạn ngủ sâu giấc thì tương đương với các bạn ngủ 7-8 tiếng mà không sâu giấc, thì nó giúp cho mình đạt cái trạng thái cơ thể tốt nhất đó. Và khi tập thể dục buổi sáng, chúng ta lên tập ở những khu vực có không khí trong lành, đúng không ạ, thoáng đãng. Bởi vì nó khi nó tập thể dục buổi sáng như vậy á, thì cái phổi của ta giãn nở ra rất là lớn. Cái nhịp tim của mình, ví dụ khi mình tập ấy, mình đo được này, nhịp tim ví dụ như vừa rồi nhịp tim 152, nếu 152 cơ, thì nó cái lượng máu nó bơm đến các cái tế bào rất là mạnh mẽ. Cho nên là nếu như chúng ta tập ở cái khu vực mà nó bị ô nhiễm thì đồng nghĩa việc ta sẽ hít vào nhiều hơn các cái lượng không khí không trong lành, đúng không ạ? Các cái chất độc hại của cơ thể của chúng ta.
Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi đi tập thể dục chúng ta nên mang thêm một chai nước, đúng không ạ, để bổ sung cái lượng nước nó phù hợp ngay khi mà cơ thể của chúng ta tiêu hao khi toát mồ hôi. Đó thì đó là những cái kiến thức căn bản mình chia sẻ cho bạn để làm sao để có một cái sức đề kháng tốt nhất, đúng không ạ. Còn về dinh dưỡng thì chúng ta nên ăn uống một cách điều độ khoa học, hạn chế những đồ nhiều dầu mỡ, đúng không ạ, hạn chế ăn những cái đồ nhiều đạm như là hải sản, như là nội tạng động vật. Các bạn nên ăn những cái nhiều những cái đồ nó nhiều chất xơ, nhiều vitamin, nhiều khoáng chất để cho cơ thể của chúng ta có sức đề kháng tốt nhất các bạn nhé. Ok, xin chào các bạn, hôm nay là một ngày rất là đẹp trời, chúc các bạn một ngày mới thật là tuyệt vời và tràn đầy năng lượng. Chúng ta hãy cùng rèn luyện sức khỏe, hãy cùng hỗ trợ nhau, hướng dẫn nhau để có một cái sức khỏe tốt nhất các bạn nhé. Mình là Chu Quang Huy. Nếu bạn thấy những cái video như này nó ý nghĩa, nó hay thì hãy cho mình một subscribe.